Xin chào các bạn. Trong nội dung của video hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn cái hướng dẫn cách chỉnh sửa một cái bức ảnh phong cảnh. Ở trên màn hình mà các bạn đang nhìn thấy là một cái bức hình phong cảnh mà tôi vừa chụp trong buổi chiều hôm nay. Với bức hình này thì chúng ta có nhận xét là cái đám mây thì rất là sáng. Tuy nhiên toàn bộ các cái vùng phong cảnh thì đã bị tối. Đây là một trong những hiện tượng mà khi chúng ta chụp có thể là bị ngược sáng, cho nên là nó sẽ gây ra tình trạng này. Đây là một bức ảnh mà tôi chụp bằng máy ảnh Canon EOS 750D với ống kính Sigma 17-50mm khẩu 2.8. Và với cái hình ảnh này thì tôi chụp với ISO là 100. Tiêu cự thì tôi để tiêu cự lớn nhất là 17mm. Và ở đây là cái khẩu, tôi cũng để khẩu là lớn nhất là 2.8 của cái ống kính này. Thế còn tôi chụp chế độ AV cho nên là cái tốc độ màn chập của nó thì nó tự lựa chọn. Với đầu tiên thì với bức ảnh này thì chúng ta nên sử dụng Lightroom, bởi vì là Lightroom là một trong những phần mềm mà chúng ta có thể chỉnh sửa hàng loạt ảnh cũng như là tạo ra các category cũng như là quản lý ảnh nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả Photoshop. Photoshop thì chúng ta chỉnh sửa chi tiết thôi, còn nếu mà với Lightroom thì chúng ta sẽ chỉnh sửa hàng loạt. Ở đây thì tôi có một bức ảnh thôi, cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa một bức ảnh này, và trên cơ sở đó các bạn có thể copy và paste với các bức ảnh mà có cái ánh sáng rồi có các cái nội dung mà nó giống nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái công việc này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cứu sáng bức ảnh này bằng cách là đầu tiên tôi sẽ giảm cái highlight này đi trong cái phần basic này trước này. Đấy. Thì chúng ta sẽ giảm cái phần highlight đi. Đấy, khi giảm highlight thì chúng ta sẽ thấy cái đám mây này nó sẽ hiển thị nó chuẩn chỉ hơn, đúng không? Từng cái áng mây một nó ở trên này. Và chúng ta sẽ tăng hết cỡ shadow lên. Đấy. Cũng không cần phải tăng hết. Thôi cứ tăng hết lên. Rồi black tôi cũng tăng lên một chút. Và ở đây cái phần D2 thì các bạn nên tăng lên. Với các bức ảnh phong cảnh thì chúng ta cứ tăng mạnh D2 lên một chút cũng được. Ở đây tôi để khoảng 30 chẳng hạn. Các con số này thì không quan trọng đâu, bởi vì là nó tùy theo các cái bức ảnh mà các bạn thực hiện ý, thì chúng ta có thể chọn D2 làm sao cho nó hợp lý. Và khi tăng D2 mạnh thì cái phần tối nó cũng sẽ được tăng lên. Ở đây tôi sẽ tăng cái exposure lên. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái bức ảnh này nó sẽ sáng lên như này. Đồng thời tôi sẽ tăng cái màu vibration này lên này một chút này. Đấy, tăng mạnh lên được để cho cái màu sáng nó sặc sỡ hơn, đúng không? Cái màu sắc của Canon là một trong những màu rất là nịnh mắt. Thế cho nên là khi chúng ta tăng màu lên thì chúng ta sẽ thấy được là cái màu sắc của nó rất là tốt, đúng không? Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái D2 này có vẻ hơi mạnh, cho nên là chúng ta có thể giảm bớt đi. Thế chúng ta đừng để nó giảm bớt đi tí, và đồng thời là cái phần contrast này chúng ta giảm bớt đi tí để cho nó đỡ rực. Bức tranh nó nhẹ nhàng thôi. Chứ còn sắc nét quá thì ở đây cũng không hẳn là nó sắc nét quá, mà cái độ tương phản nó cao quá thì nhìn cái bức tranh nó cũng sẽ hơi bị khó nhìn. Đấy, với cái bức tranh này thì về cơ bản là về màu sắc và về cân bằng trắng thì chúng ta đã xử lý xong. Thế còn về màu sắc ở đây thì chúng ta thấy ở trên là cái đám mây này, nó chúng ta có thể chuyển nó sang đám mây màu vàng thì có lẽ là đẹp hơn. Chẳng hạn như ở đây tôi sẽ kích chọn vào cái nút hình chữ nhật ở đây này. Và sau đó tôi sẽ kéo xuống. Kéo xuống để cho nó ám cái màu vàng lên đây. Đấy, thế để có màu vàng thì chúng ta chỉ cần chọn vào đây. Cho cái màu này nó nóng lên tí nữa. Đấy, chúng ta thấy đám mây màu vàng này. Và tất nhiên ở đây chúng ta có thể chọn vào cái phần là saturation của cái phần HSL color này. Thì chúng ta tăng màu vàng lên thì cũng được. Đấy. Phần ánh sáng này. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó sẽ rực rỡ hơn một tí, đúng không? Tăng vừa thôi, không cần nhiều. Cái này chắc không cần. Chúng ta tăng màu xanh lên thì có lẽ nó đẹp hơn. Đấy, sau khi hoàn thành chúng ta sẽ nhấn nút đôn ở đây.
Như vậy là khi mà chúng ta đưa thêm một cái luồng ánh sáng từ trên xuống cho đám mây nó kiểu màu vàng như này, thì các bạn thấy là cái hình ảnh nó sẽ có chiều sâu hơn. Chúng ta so sánh giữa hai bức ảnh trước và sau. Đây là một cái bức ảnh mà chúng ta hoàn toàn có thể cứu sáng được. Bởi vì ở đây tôi để cái hình ảnh này là cái hình ảnh RAW. Bức ảnh nó sẽ có đuôi là RCR2 đấy. Thì cái bức ảnh này tôi sẽ để link ở dưới video để cho các bạn có thể là download về và thực hành thử nghiệm với cái phần mềm Lightroom này xem sao. Bây giờ chúng ta có thể tăng thêm cái độ sắc nét của nó bằng cái phần đó là speed tone này. Chúng ta có thể ám vào đây. Chúng ta tìm vào cái phần detail ấy, thì chúng ta sẽ tăng cái độ sắc nét của nó lên. Cái phần lens collection này thì chúng ta cũng chỉnh lại một chút này. Khi chúng ta kích chọn đây, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ mở rộng cái lens này nó ra, nhìn trông nó có vẻ không gian nó vẻ đẹp hơn, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy cái ống kính ở đây, ống kính Sigma tôi đang sử dụng này. Nó đọc rất là chuẩn luôn. Cái phần chúng ta tìm vào phần detail đây. Trong cái phần này thì chúng ta nhấn giữ phím Alt này và kéo này, thì những cái phần nào nó hiển thị cái phần màu trắng ấy là cái phần mà nó sẽ làm nét lên. Thì các bạn cứ chọn vào đây cho nó vừa phải thôi, đúng không? Đấy, để cho nó phần này thì nếu mà các bạn muốn cho nó nét lên thì chúng ta cứ chọn đây để cho nó nét lên tí này. Kéo này lên tí. Đó là cái phần shadow. Thế còn cái phần luminance này thì cái phần này là ánh sáng, cái phần highlight đấy. Đây, cái phần contrast đây thì chúng ta có thể nhấn giữ phím Alt để chúng ta kéo này, thì để nhìn cái ảnh đen trắng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái màu sắc của nó chuẩn hơn này. Đấy, chúng ta thấy nó rất là sắc nét, hiển thị lên. Còn con chen này chúng ta tăng lên tí thôi. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho cái độ sắc nét nó chuẩn là được. Bởi vì cái hình ảnh này thực ra cái lens này nó không phải là lens để chụp phong cảnh đâu. Cho nên là các bạn nhìn thấy các hình ảnh ở đây nó rất là bết này, bị bết hết này. Ở đây còn tạm được, chứ còn ở phía xa tí là nhìn nó bị bết hết rồi. Có khi chúng ta phóng to lên các bạn nhìn thấy này, hầu như là cái vùng lá cây các thứ là bị bết rất nhiều. Cái lens này chủ yếu là sử dụng để chụp ảnh chân dung thì đúng hơn, chứ còn nếu mà chụp ảnh phong cảnh kiểu như này thì có lẽ phải dùng cái lens khác. Ở đây thì có lẽ là chúng ta nên chỉnh cho cái phần shadow này xuống một tí để cho nó có cái hiệu ứng màu sắc nó sẽ chuẩn hơn, chứ chúng ta để sáng quá thì nó thiếu những cái vùng tối, bởi vì nó có cái độ tương phản giữa tối và sáng thì nó hình ảnh nó mới nhìn nó mới có chiều sâu. Ở đây thì chúng ta có cái đường viền từ bên trên này xuống có màu vàng thì nhìn trông cũng tương đối sắc nét. Ngoài ra thì các bạn có thể cắt úp bớt bức ảnh này bằng cách kích chọn vào cái nút vuông ở đây và sau chúng ta kéo lên này. Đấy, để chúng ta lấy một cái chân ở đây thì nó nhìn có vẻ nó đẹp hơn, đúng không? Lấy chân ở đây thôi, chứ còn ở đây cả một khoảng này nó là cái đường thì nó cũng không được đẹp. Và sau khi xong chúng ta nhấn nút đôn. Ở đây việc cắt cúp ảnh hay là chúng ta chỉnh sửa một cái bức ảnh cũng rất là dễ dàng, không khó khăn gì với cả phần mềm Lightroom. Trên đây thì cũng là một số các cái chia sẻ hết sức là cơ bản để giúp các bạn có thể chỉnh sửa một cái bức ảnh phong cảnh ban đầu thì các bạn thấy là nó rất là tối, thiếu sáng, trầm trọng, và đồng thời là nếu mà nhìn bức ảnh này thì chẳng có gì gọi là phong cảnh cả, bởi vì cái màu cái vùng tối nó đã che hết tất cả các cái cảnh rồi. Thì với các cái bức ảnh RAW thì các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể cứu lại được các cái vùng sáng này. Mặc dù như vậy thì khi chụp chúng ta cần phải chọn ISO cũng như là chọn khẩu độ làm sao cho nó chuẩn chỉ. Khi chúng ta chụp lên hình ảnh nó phải sáng thì nó đẹp hơn. Chứ còn nếu mà để nó tối như này tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể cứu được. Tuy nhiên khi mà chúng ta cứu được thì ảnh nó hay bị bệt, hoặc là nó sẽ bị nếu mà để ISO thấp quá thì thường nó sẽ bị nhiễu hạt rất là lớn. Thế cho nên là các bạn để ISO cao quá ấy, còn ISO thấp thì nó không vấn đề gì. Tất nhiên với các cái ống kính tốt và trên máy full frame thì chúng ta không cần lo lắng điều đó. Còn với các cái ống kính với các máy crop như này thì chúng ta cũng cần phải chú ý và biết cách chụp thì mọi thứ nó cũng sẽ rất là tốt. Vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về cách chỉnh sửa màu sắc cũng như chỉnh sửa ánh sáng cho một cái bức ảnh phong cảnh
từ một cái bức ảnh mà tối đen thui thế kia mà chúng ta cũng đã chỉnh lại cho một cái bức ảnh nhìn nó màu sắc nó sặc sỡ hơn, có chiều sâu hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nếu mà là cảnh đẹp thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cách khác nhau để chỉnh cái ảnh phong cảnh. Video này thì chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.